nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni kính chào quý đạo hữu hôm nay chúng ta cùng trả lại để chia sẻ với nhau sách tấn nhau về việc xuất gia có thể có những người đủ duyên mà xuất gia kiếp này và những người ràng buộc như hàng cư sĩ tại gia đã có gia đình của chúng ta nếu nhiều ràng buộc thì chúng ta cũng rất là mong muốn đến một kiếp nào đó uh, thật là gần, ví dụ kiếp sau trở lại làm người để chúng ta được xuất gia. thì cái mong muốn đó phải được uh, chúng ta nuôi lớn. Bởi vì bất cứ một sự thành công nào cũng xuất phát từ sự mong muốn, rồi đến uh, làm theo tinh tấn làm theo thì chúng ta mới có thể thành công được. Hôm nay, câu lạc bộ chúng ta tu tập để kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, ngày mà khởi duyên dẫn đến sự thành tựu đạo của Đức Phật, dẫn đến hạnh phúc cho muôn loài, trong đó có hàng Phật tử của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chia sẻ à, sách tấn nhau qua bài kinh Tại gia xuất gia được trích soạn từ kinh Đại Bảo Tích quyển 82 Pháp hội 19 trưởng giả Úc già hán dịch vào đời Tào Ngụy Tam Tạng Pháp sư Khương Tăng Khải giờ này thỉnh các quý đại hữu chúng ta cùng chắp tay niệm phật cầu gia hộ để chúng ta vào buổi chia sẻ nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bồn xưa thích ca mô ni nam mô phật bồn xưa thích ca mô ni à, kính thưa quý đạo hữu tâm chúng Quán xin đọc văn kinh tôi nghe như vậy một thời đức phật ở nước xá vệ tại tinh xá cấp cô độc trong rừng kỳ đà cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo tăng câu hội bồ tát năm ngàn người bồ tát di lặc bồ tát văn thù sư lợi bồ tát đoạn chánh đạo bồ tát quan thế âm bồ tát đắc đại thế các đại bồ tát như vậy làm bậc thượng thủ Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng vô lượng Trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh mà diễn thuyết pháp Trưởng giả Úc già cùng 500 quyến thuộc ra khỏi thành xá vệ Đến tinh xá kỳ hoàn nễ chân Phật Nhiễu ba vòng rồi ngồi một phía lại có trưởng giả ái kính, trưởng giả danh xưng, trưởng giả thiện dữ, trưởng giả gia sa đạt đa, trưởng giả thiện tài, trưởng giả ái hành, trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả long đức, trưởng giả thật hỷ. Các trưởng giả này cùng 500 trưởng giả đều ra khỏi thành xá vệ đến tinh xá kỳ hoàn, lễ chân Phật, nhiễu ba vòng rồi ngồi sang một phía. Kính thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta đọc tới số đông đảo như thế này, thì Phật tử chúng ta cũng mong với cái số lượng của phật tử trong câu lạc bộ cúc vàng của chúng ta vào một thời nào đó cũng được uh, toàn là các vị trưởng giả cùng với quyến thuộc đến uh, tinh xá mà nghe thuyết pháp có quý đại hữu Nhờ kiếp này chúng ta gặp nhau trong các cái duyên các cái nạn khổ mỗi người mỗi duyên nhưng mà hầu như vào phật pháp thì chúng ta là những người với cái cuộc sống thế tục ấy thì nó có nhiều sự bất nhĩ ý cho nên là chúng ta mới tìm đến Phật pháp để chúng ta tu học chuyển hóa thân tâm mình cũng như là thực hành lời Đức Phật dạy để giảm bớt phiền não khổ đau và trong cái nhân duyên mà chúng ta mong muốn cho đến đời sau kiếp sau nhiều đời nhiều kiếp sau chúng ta được thực hành công hạnh bồ đề cầu vô thượng bồ đề thì chắc chắn chúng ta sẽ được diện kiến cứ đức phật và tâm chứa hoàn quán thì cứ gọi là cho mình một cái vọng tưởng đi một vọng tưởng để cho nó vui đó là à, phật tử chúng ta kiếp này cùng nhau chăm tu thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những quả phước lành đến đời kiếp mà chúng ta gặp lại nhau chắc chắn không phải còn những khổ não về cơm áo gạo tiền à, khổ não về những cái ràng buộc từ những cái ác quả mà do vô minh mình đã tạo lập từ trước để chúng ta cũng được như là cái pháp hội thanh tịnh cao quý này các quý đạo hữu ấy, gặp đức phật thì có Bồ Tát 500.000 người Các quý đạo hữu thấy có thích không? Vào cái pháp hội ấy, rất là thích Chúng ta cứ phát tâm Bồ Đề đi Rồi đến lúc rồi chúng ta cũng vào cái pháp hội Bồ Tát 500.000 người này Thế rồi các trưởng giả cùng 500 quyến thuộc Tức là các vị trưởng giả ấy, Các vị cũng là những người giác ngộ Phật Pháp rồi cùng với quyến thuộc của mình, độ cho quyến thuộc của mình được đến chỗ Đức Phật mà nghe thuyết Pháp rất nhiều các vị trưởng giả thì với cái sức tinh tấn của phật tử trong câu lạc bộ chúng ta như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hạnh phúc trong nhiều kiếp vị lai và chắc chắn khi mà đến với lại phật pháp trong các kiếp vị lai thì chúng ta sẽ đến với một cái tâm thế khác đến với tâm thế là cầu giác ngộ cầu giải thoát chứ không phải là ở tâm thế chỉ là cầu để cho giảm bớt khổ đau vì ngũ dục cơm áo gạo tiền hạnh phúc còn con nữa như cái kiếp này nữa các quý đạo hữu tâm trí quán tin chắc là như vậy bởi vì ngay trong hiện kiếp này các quý đạo hữu chúng ta cùng nhau tu tập chúng ta còn được chuyển hóa khổ đau như vậy thì ắt là các kiếp sau thì sẽ tốt đẹp hơn cũng giống như là cây nó ra quả thì trước khi ra quả nó phải ra hoa thì cái hoa đã làm cho người ta thích thú rồi thì chắc chắn cái quả sẽ làm cho người ta thấy nó thỏa mãn hơn ví dụ như là chúng ta trồng cây cây bồng chẳng hạn thì vì chúng ta yêu thích quả bồng nó ngon nó ngọt hoặc nó thơm hoặc nó chua tức là à, yêu thích cái giá trị dinh dưỡng của quả bồng cho nên khi chúng ta nhìn thấy cây bồng nó ra hoa, chúng ta đã thích thú rồi. Thì cái hoa nó đậu quả, chúng ta sẽ thích thú hơn. Cho nên là khi chúng ta tu tập Phật Pháp, chúng ta thấy giá trị thứ nhất, đó là giá trị mình được giác ngộ. Mình được giác ngộ khổ này do nhân gì? Cách diệt khổ ra sao? Chúng ta bớt đi những cái phiền não mà chúng ta phải đi tìm cầu. Trong mênh mông, đi tìm cầu trong cái sự không biết rồi chúng ta bị dẫn dắt khiến chúng ta đang bị khổ lại còn tạo thêm các cái nhân khổ để sau này gặp cái quả báo khổ Đấy, đầu tiên là chúng ta đã hưởng được cái sự giác ngộ đó để chúng ta tự tin vào chính mình rồi chúng ta thực hành các thiện pháp tức là gieo các thiện nhân để được các thiện quả đấy thì đầu tiên chúng ta đã được cái hoa báo như vậy rồi thế và cái hoa báo đã khiến cho cái hoàn cảnh sống của chúng ta thay đổi thì chắc chắn cái quả báo của nó rất là tốt đẹp. Đó. Thì khi đọc kinh Phật đấy các quý đạo hữu ạ thì chúng ta cũng phải thấy được những người đi trước họ có cái thành quả như thế nào thì chúng ta phải ước mong cái thành quả đó để rồi chúng ta tinh tấn. Tâm chế quán xin đọc tiếp văn kinh trưởng già úc già thỉnh đức phật chỉ dạy về sự khác biệt giữa tại gia và xuất gia đức phật dạy lành thay lành thay này trưởng già úc già như chỗ ông hỏi là chỗ phải làm của các ông các ông hãy lắng nghe khéo suy nghĩ Ê, kính thưa các quý đạo hữu ở cái phần lời dạy này của Đức Phật chúng ta học được cái gì? Tâm Chuyện Quán nhắc lại lời lời dạy của Đức Phật. Lời dạy này là một lời khen đối với trưởng giả Úc già và cũng là một bài học đối với Phật tử chúng ta. Này trưởng giả Úc già, như chỗ ông hỏi là chỗ phải làm của các ông tức là chúng ta nên hỏi những gì mà chúng ta cần phải làm và khi làm thì chúng ta được lợi ích phật tử chúng ta ấy khi xưa chưa phải là phật tử hoặc cho tới bây giờ là phật tử tại sao chúng ta hay mắc phải những cái nghiệp thị phi rồi chúng ta hay nói những lời nói mà nó không đem lại giá trị cho mình cho người tức là chúng ta hỏi những điều mà điều đó không liên hệ đến mình không liên hệ những việc mình cần phải làm tức là chúng ta hỏi là hỏi những cái việc chúng ta cần phải làm đức phật thì cũng dạy chúng ta cái cách hỏi rất là nhiều là các ông nên hỏi những gì mà mang lại lợi ích cho các ông thế cho nên ở đây đức phật khen trường giả úc già như chỗ ông hỏi là chỗ phải làm của các ông. Các ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Thực ra ấy, có rất nhiều câu hỏi, nhưng có những câu hỏi bâng quơ khiến cho chúng ta phiền não, hỏi hỏi linh tinh. Thì cái hỏi đó là khiến chúng ta không thể nào suy nghĩ sâu được vì nó không liên hệ đến mình cho nên mình suy nghĩ nó không sâu nó không liên hệ đến mình cho nên là có thể cái lời nói của mình xuất phát ra từ một cái trạng thái tâm nào đó yêu ghét hoặc là theo xu hướng hoặc là theo đám đông và cái lời nói như vậy nó cũng sẽ rất là tai hại đến cho chúng ta là người đệ tử Phật chúng ta phải học Phật từng chút từng chút một các quý đạo hữu hỏi những gì mà việc đó liên hệ đến việc mình cần phải làm thế việc gì gọi là việc mình cần phải làm là cái việc mà mang lại hạnh phúc cho mình mang lại giá trị sống cho mình các quý đạo hữu nó phải thiết thực mang đến giá trị sống cho mình mang cho mình cái giá trị tốt đẹp trong đời hiện tại và đời vị lai đức phật đã dạy đệ tử phật là như vậy cho nên chúng ta cũng cần phải có thói quen những điều chúng ta hỏi là những điều liên hệ đến chúng ta và chúng ta cần phải làm vì nếu làm thì chúng ta sẽ được lợi ích sẽ được hạnh phúc sẽ lợi mình lợi người ở ngay trong kiếp hiện tại và vị lai cho nên thật ra khi đọc đến cái phần văn kinh này tâm chế hoàn quán cũng rất là ước mong mình làm sao mà tránh niệm để cho mình chỉ hỏi những điều mang đến lợi ích cho mình và trong lòng cũng rất là mong muốn là một kiếp nào đó gặp phật mình có thể có công đức để mình hỏi những điều lợi ích cho mình cho số đông và cũng muốn được phật khen thì ở đây tâm chứa quán thì có câu nói này. Nhờ khen mà cố gắng. Nhờ mắng mà trưởng thành. Chúng ta được khen đúng thì chúng ta sẽ cố gắng làm những điều đúng đó. Nhiều làm cho cái điều mà đúng đắn đó nó lớn mạnh nè. tức là làm thật nhiều điều đúng đắn đó. Cho nên là nhờ khen mà cố gắng. Ta được khen cho nên ta sẽ cố gắng. Trên là tâm trí còn quán rất là ước mình làm cái việc gì đó mà được đức Phật khen. Trên trong khi làm thì cũng thường hay tư duy mình làm việc này nếu mà có Phật ở đây, Phật có khen mình không? Đấy. Trong những cái khen cái chê chúng ta không chấp nhưng mà phật khen thì chấp tức là thì giữ giữ cái việc nào là việc phật khen thì mình phải giữ để mình làm cho nên là nhờ khen thì sẽ được cố gắng thế và nhờ mắng mà trưởng thành bởi vì chúng ta là vô minh chúng ta rất cần các bậc thiện hữu tri thức những người thầy những người đạo hữu có tránh kiến có lòng yêu thương có sự dìu dắt muốn thành tựu cho mình mà trưởng dưỡng cho mình cho nên quả thật một người thì phải mong hai điều thứ nhất là được khen thứ hai là được mắng được khen để mình biết rằng việc của mình làm đã đúng được mắng để biết việc mình làm đã sai để sửa cho nên gọi là nhờ được khen mà cố gắng nhờ được mắng mà trưởng thành cho nên tâm trí hàn quán khi đọc đến phần văn kinh này rất là hoan hỉ các quý đạo hữu ạ cũng mong làm sao mình biết cách hỏi như là trường giáo già người biết cách hỏi để làm lợi ích cho mình làm lợi ích cho số đông là bậc có trí tuệ đấy trên trong các pháp hội của đức phật ấy, thì lào là ngài xá lợi phật quan sát đại chúng xem tâm ý đại chúng thế nào niền bạch phật thế là phật trả lời thế là đại chúng có lợi ích Ê, mình cũng thích mình có giá trị như vậy, mình có trí tuệ như vậy. Chứ không hỏi những cái lời nói mà khiến cho loạn đại chúng. Ví dụ như là hỏi những chuyện bâng quơ, hỏi những chuyện chẳng lợi ích, thế là đại chúng cứ lao sao vào. Vì không biết, không tư duy thấu đáo, không liên hệ đến mình thì mình không tư duy thấu đáo được đâu. Hay theo xu hướng đám đông đó, hay theo cảm xúc. Thì vì vì vậy mà rất dễ mắc sai lầm Rất dễ nói những lời nói nó nó nguy hại đến bản thân mình Đấy Tâm Chuyến Quán xin đọc tiếp lời Đức Phật dạy Này trưởng giả Bồ Tát tại gia nếu vào tăng phường Lên dừng lại cửa Kính lại rồi mới vào thì chỗ này Đức Phật gọi là các hàng Bồ Tát tại gia Hàng Bồ Tát tại gia ấy thì cái chữ Bồ Tát ấy thì được định nghĩa là những người mà phát cái tâm cầu vô thượng Bồ đề thì chính thức mới được gọi là hàng Bồ Tát đấy. Phát cái tâm mà cầu giác ngộ mới được gọi là hàng Bồ Tát, tự lợi lợi tha. Đó. Thì ở đây Đức Phật gọi là Bồ Tát tại gia, nếu vào tăng phường, tăng phường thì không phải là vào tăng phòng đâu tức là thường vào tịnh xá này rồi vào khu mà mà ở ở ở bên Ấn Độ ấy, thì các đại hữu Lào đã được đi chiêm bái thánh tích ấy thì đến chỗ chỗ Đức Phật đấy thì gọi là có nhà giảng đường rồi hương thất của Đức Phật tức là khi chúng ta đi vào cái nơi mà chưa tăng tu tập nơi mà chư tăng giảng pháp tức là nơi mà chú xứ của chư tăng ở tu tập giảng pháp hành đạo các quý đạo bồ tát tại gia nếu vào tăng phường nên dừng lại cửa kính lại rồi mới vào phải quan niệm rằng nơi đây là chỗ không hành là chỗ vô tướng hành là chỗ vô tác hành là chỗ bốn phạm hạnh từ bi hỷ xả là chỗ an trí tránh hạnh tránh trụ hề kính thưa các quý đạo hữu khi chúng ta vào chùa ấy là nơi mà chư tăng tu tập quản lý để mà hướng dẫn phật tử tu học ấy thì chúng ta ít khởi được cái tâm trước khi vào chùa nên làm gì nên phát cái nguyện gì nên làm thế nào thì cái bài kinh này là bài kinh hướng dẫn cho hàng phật tử tại gia chúng ta chúng ta thường vào chùa chúng ta chỉ con xin vào chùa để con xin cho con được giàu có xin được bình an xin được rất là nhiều thứ thế nhưng chúng ta không hiểu là xin những thứ đó thì ở chỗ đó là có cái gì chỗ đó ra sao thì ở đây đức phật dạy là khi mình vào chùa thì mình phải dừng lại, tức là vào cái nơi mà chư tăng tu tập ấy. Ví dụ chúng ta vào rừng tăng hay là chúng ta vào rừng tăng để cúng dường hoặc là chúng ta vào à, nơi mà chư tăng giảng pháp hoặc là cứ gọi là vào chùa của chư tăng ấy, chư tăng tu tập ấy thì ở đây là chỗ vô tướng là chỗ không hành, chỗ vô tướng hành, vô tác hành thì kính thưa quý đạo hữu ấy, chữ không hành ấy vô tướng hành và vô tác hành ấy thì nói lên cái cái hạnh của chữ tăng ví dụ chỗ không hành hành thì thường là chuyển động của tâm cái sự thay đổi của tâm cái chỗ không hành tức là cái chỗ tâm không không thay đổi ví dụ như là chúng ta là bị chửi thì chúng ta sao chúng ta niền tâm chúng ta gì? Chúng ta bắt đầu khởi sân giận ấy. Thế xong rồi thì chúng ta sẽ một là khởi bực mình ác hại. Hai là miệng chúng ta cũng sẽ chửi lại. Ba là tay chúng ta sẽ đánh. Chân chúng ta sẽ đạp. Chẳng hạn thế. Thế thì ở chỗ không hành là gì? Tức là chỉ nghe, chỉ biết, chỉ thấy thôi. Tâm nó không khởi. Gọi là chỗ không hành. Cái chỗ vô tướng hành. Tức là khi bị chửi như thế thì tướng nó không khởi lên cái tâm sân giận. Không khởi lên cái tâm sân giận. Thế còn nữa là vô tác hành. Tức là không có cái sự tạo tác của ý sân giận khẩu sân giận và thân sân giận cũng vậy ví dụ như là ái ví dụ như là à, người lam nhìn thấy người nữ nhìn thấy một cái thì thấy biết một cái thì tâm khởi nên ái miệng nói lời ái tay có thể hành động những cái hành động ái ví dụ như là tìm cái gì đó để tặng để thân tìm cái gì đó để tặng để tìm cách làm quen để thế này thế kia thế gọi là à, có hành và có uh, tướng hành và có tác hành thế còn ở đây ví dụ như là chưa tăng là có nhìn thấy người nữ nhưng mà phải tu tập phải kiểm soát để chỉ nhìn thấy chỉ thấy thế thôi không có tướng hành Tức là tâm không khởi nên yêu thích và không có hành động để thể hiện sự yêu thích. Đấy gọi là chúng ta biết là vào chùa là vào nơi chư tăng tu hành. Nơi mà hướng tới sự không hành, vô tướng hành và vô tác hành. Và là chỗ bốn phạm hạnh từ bi hỷ xả là chỗ an trí tránh hạnh tránh trụ tức là các ngài luôn là an trú trong tránh hạnh tức là cái hạnh chân tránh hạnh giải thoát và tránh trụ là trụ trong tâm bồ đề trụ trong tâm giải thoát các quý đạo hữu ạ Thế tâm chế quán xin giải thích qua một chỗ như vậy thế cho nên là khi chúng ta đến chùa chúng ta đến cổng chùa thì chúng ta phải khởi niệm là nơi đây là nơi mà có những người tu như vậy đấy. Đấy các quý đại hữu ạ. Đức Phật dạy tiếp là chỗ an trí tránh hạnh tránh trụ. Bao giờ tôi sẽ rời bỏ nhà cấu ế? Lúc nào tôi sẽ ở chỗ tránh hạnh này? Phải có lòng muốn xuất gia như vậy. Không có ai ở tại gia mà tu thành đạo vô thượng tránh chân. Tất cả đều xuất gia đến rừng vắng vẻ tu tập được thành phật đạo thì ở đây đức phật dạy khi chúng ta đến chùa chúng ta thấy rằng ở nơi đây là những người tu như vậy và mình phải chăn trở với mình rằng bao giờ tôi sẽ rời bỏ nhà câu uế lúc nào tôi sẽ ở chỗ tránh hạnh này tức là lúc nào tôi sẽ được về cái nơi chùa để tôi xuất gia tu hành thế này đức phật dạy chúng ta phải có lòng mong muốn xuất gia như vậy phải có lòng mong muốn xuất gia như vậy ấy cho nên bài kinh này phật dạy chúng ta cái cách nhé cho nên chúng ta muốn xuất gia trong kiếp sau nhất là các phật tử chúng ta đã có sự ràng buộc rất là lớn đối với gia đình rồi thì chúng ta đến chùa ngoài cái việc là chúng ta mong muốn chúng ta làm các công đức để cầu bình an cho gia đình mình cầu mình giải quyết khỏi những cái phiền não đang ràng buộc mình bởi cơm áo gạo tiền bởi bệnh tật ốm đau bởi con ác tàn phá bởi tất cả các cái cái, cái 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 câu uế ràng buộc mình thì mình phải hướng tới xuất gia thế cho nên đức phật dạy này đến nơi chùa thì phải đứng lại ở nơi cửa đứng lại ở nơi cửa và chúng ta phải một lòng thế nào ở đây này đức phật dạy dừng lại kính lại rồi mới vào kính lại rồi mới vào cho nên là thôi lần sau có quý đạo hữu chúng ta đi trên ô tô ấy, gần về đến cổng chùa thì chúng ta vái rồi chúng ta cùng nhau nghĩ rằng ở đây là nơi mà là không hành, vô tướng hành, vô tác hành là nơi mà có bốn cái phạm, bốn chỗ phạm hạnh từ bi hỷ xả là nơi có mà các vị tu hành đang thì có an trí tránh hạnh tránh trụ và chúng ta cũng chăn trở là bao giờ tôi rời bỏ cái nhà tại gia cấu ế bao giờ tôi được đến cái nơi cái nơi tránh hạnh như thế này và mình phải có lòng mong muốn xuất gia như vậy vì sao vì sao mà mình phải mong muốn xuất gia như vậy thì đức phật dạy tiếp là vì không có ai ở tại gia mà tu thành vô thượng tránh chân không có ai ở tại gia mà có thể tu hành thành vô thượng tránh chân tất cả đều xuất gia đến rừng vắng vẻ tu tập được thành Phật đạo. Đấy các quý đạo hữu thấy, chúng ta phải tu tập ở nơi rừng, rừng núi. Nó tĩnh tĩnh thì nơi đó chúng ta mới nhìn vào tâm được. Chúng ta ở cái thế gian trần tục này, sáu căn nó ăn mới sáu trần, mắt thì ăn sắc, tai thì ăn thanh, lưỡi thì đi nếm đủ các vị. Da thì tiếp xúc đủ thứ quần áo trơn láng rồi lúc thì đòi đi tắm biển lúc thì đòi đi tắm hồ lúc thì đòi nên rừng thưởng gió mát đủ thứ tức là sáu căn với sáu trần là luôn luôn nó xúc chạm vào nó nó gắn kết với nhau không rời được sáu căn thì tham sáu trần rất là khổ thế nên ở đây đức phật dạy mình cách tư duy nhé Bài này là bài Đức Phật dạy mình cách tư duy về tại gia và xuất gia Để cho mình mong cầu xuất gia Mình có mong cầu xuất gia thì mình mới xuất gia được Mà mình phải biết được xuất gia nó được cái gì thì mình mới xuất gia Có nhiều em ấy, em muốn đi xuất gia thì em hỏi tâm trí quán thế này Cô ơi, cô nhưng cháu vẫn muốn ở ở thế gian để chỗ trải nghiệm vô lượng kiếp thế này chẳng còn cái chỗ nào không trải nghiệm rồi nục đạo luân hồi này các loại các loại hình thức tra tấn trong địa ngục là hưởng hết rồi thứ nữa các sự cắn xé giết chóc nhau trong các loài súc sinh cũng hưởng hết rồi rồi các cái sự khổ đau của loài ngã quỷ cũng hưởng hết rồi và thăng trầm của nhiều cuộc đời trong nhiều giai đoạn. Hòa bình, chiến tranh, nước nũ, nước trôi, nửa cháy. Người ác hại người, cha con ác hại nhau, bạn bè ác hại nhau, đồng nghiệp ác hại nhau, nếm đủ rồi. Không còn cái gì không nếm từ vô thủy kiếp đến bây giờ. Nãy còn bảo cháu muốn nếm trải ở đời thì nếm đến bao giờ lại nếm đến cùng kiếp các quý đạo hữu ạ thế đức phật đã dạy trong cái bài kinh điều ngựa ấy là có những con ngựa ấy, nó nhìn thì nó biết ý chủ nhân nó làm theo còn có những con ngựa ấy, thì nó bị quất vào nó nó mới làm theo còn có những loại ngựa ấy thì bị trích vào xương nó, nó mới làm theo để đức phật dạy là cũng có những cái hạng người mà chỉ cần nghe là đã giác ngộ Đã bỏ ác hành thiện Đã đi trên con đường giải thoát rồi Còn có những người Thì phải chịu một chút khổ Quan sát chịu một chút khổ Thì mới chịu Còn những cái người nữa Là phải chịu bầm dập khổ đau Có khi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời Chịu quá nhiều khổ đau rồi từ thân đến tâm, từ nội tâm đến hoàn cảnh sống, có khi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, mới có thể phát khởi được một niệm tin nhân quả. đấy, thế gọi là có những con ngựa chích vào xương nó thấu đến tận xương, tức là lấy cái dùi ấy, đâm vào xương nó, nó mới chịu đi, tức là mới chịu bước ra khỏi mới chịu làm theo ấy cũng vậy. Thế ở đây cái bài kinh này, ấy, Đức Phật dạy cho chúng ta ấy, mong muốn chúng ta giống như là cái con ngựa đầu tiên ấy, tức là nó chỉ cần nghe nó hiểu ý chủ, chỉ cần nhìn hiểu ý chủ, tức là chỉ cần nghe Đức Phật dạy đã tự giác ngộ rồi làm theo lời Đức Phật dạy để ra khỏi cái chỗ khổ đau. Thế nên ở đây Đức Phật dạy không có ai ở tại gia mà tu hành thành đạo vô thượng chánh chân tất cả đều xuất ra đến rừng vắng vẻ tu tập được thành phật đạo đó có những người cứ đòi là tôi ở tại gia tôi tu thôi tại gia thì tôi nào được nếu mà tại gia thì phải rời bỏ hết tất cả sự ràng buộc <laughs> sống đời tại gia nhưng không dính mắc thì cái đó khó lắm nếu thật sự người ta không dính mắc người ta đã, đã thật sự là ở trong cái duyên như người xuất gia hoặc là phải đi xuất gia rồi có cái đấy cũng phải từ bỏ gia đình sống không gia đình sống với chánh pháp thì mới được đó thân chuyên quán xin đọc tiếp tại gia nhiều trần nhiễm xuất gia tốt đẹp đó thì tại gia nhiều trần nhiễm xuất gia tốt đẹp tức là chúng ta cái dịu nhiễm trần đấy ví dụ như là hôm nay chúng ta thấy là có có một ca sĩ nào rất là nổi tiếng hay Lập tức làm sao? Phải đi mua vé để xem Có phải không? Hay là hôm nay trên mạng có cái gì gọi là Cái từ gì nhỉ? Hot trend à? Thế tại sao tâm trí của quán là biết cái từ hot trend này Là do là hay tiếp xúc được với lại các bạn Các bạn đạo hữu trẻ tuổi Thế cho nên là biết được cái từ hot trend này ở trong cái nhóm khóa tu mùa hè Chùa Hoa Vàng ấy, thì các bạn ấy có một cái gọi là, cũng gọi là hot chen à? Thì Tâm chưa Quán vào đi xem thì lúc đầu thì các bạn này, cái gì gọi là lúc trước và lúc sau à? Hay lúc trước là các bạn ấy chụp những cái hình ảnh các bạn là khóa tu. Hay lúc sau thì các bạn ấy chụp một cái hình ảnh rất là sang chảnh khi ở nhà hoặc là đi chơi, tức là hai hình ảnh nó rất khác nhau. Thế thì về sau thì thấy xuất hiện tức là cái chen nào các bạn bảo chen này thì xem là chen nào hơn chen nào thế đến một cái chen cuối cùng đó là một chen của một uh, hình ảnh của các sư chú lúc trước đang làm tình nguyện viên khó tu mùa hè sau xuất ra rồi các bạn bảo là chen này thì không thể nào theo được khó theo và cũng thấy dục nhau là theo chen này đi gì chen này đúng theo là mới bỏ đúng một bài này là theo chen này đi <cười> <cười> theo chen này Thế cho ở đây gọi là tại ra nhiều trần nhiễm xuất gia tốt đẹp. Tức là tại ra thì có cái gì cũng nhiễm rất là dễ nhiễm. Ví dụ như là đến một cái chỗ này cảnh đẹp cái là đua nhau đến luôn. Phải không? Hay là món ăn này ngon là đua nhau mua luôn. Hoặc là trên xã, trên mạng xã hội có cái gì cái là đua nhau. Cái điều mà ví dụ như cái điều như ví dụ ở chùa mình chẳng hạn. Chưa biết đúng sai gì, có một người nói nên như thế Chưa cần thẩm sát sai đúng gì cũng đua nhau gọi là nói theo vào để mà tạo gì gọi là tạo 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 ra niềm vui cho mình nhưng mà niềm vui đấy thì nó lại nhiễm mô nó lại khổ đau đấy thế cho nên là tại gia thì nhiều trần nhiễm xuất gia tốt đẹp xuất gia người ta không bị trần nhiễm người ta tự không theo những thứ đó tức là không người ta thấy được những cái khổ đau của trần cho nên người ta không nhiễm, thế còn tại gia thì không biết cái khổ đau của trần cho nên dễ nhiễm. Tại gia đủ sự trói buộc xuất gia vô ngại. Tại gia thì nhất là như là à, đạo hữu mà có gia đình ấy thì trói buộc khổ lắm, trói buộc bởi vì bởi vì tiền điện, tiền nước, tiền à, à đóng góp vệ sinh công cộng có phải không tiền quần tiền áo tiền son tiền phấn đi đám cưới thì phải bộ quần áo mới có phải không rồi ràng buộc thì gọi là hôm nay cưới con ông chú mai cưới con ông bác đi trả lễ có phải không rất rất là nhiều nó ràng buộc đủ thứ đấy rồi ràng buộc cũng giống như trên đấy là người ta đi xem ca nhạc mình chưa có tiền đi xem ca nhạc cũng không được bây giờ có người yêu rồi đôi khi cái anh người yêu mà làm được ít tiền ấy miệng thì cười cười nói nói với người yêu người yêu nói là đi xem ca nhạc đi bảo ừ ừ cười nói mà trong lòng cũng xót xa lắm không biết kiếm đâu ra tiền có phải không trói buộc lắm ở đây là trói buộc gì trói buộc bởi tham dục không thể dứt ra được mọi sự ràng buộc nó trói buộc mình vào thế nào gọi là trói trói tức là không cỡ ra được phải theo có phải không phải theo không thể gỡ được chứ rất là khổ thế còn xuất ra thì vô ngại cái chữ vô ngại ấy, hay là vô quản ngại ấy. tức là người ta không bị trói buộc không bị trói buộc gì cả đó tại ra nhiều cấu uế xuất gia xả ly thì cái cấu uế gọi là dơ bẩn gọi là phiền não thì tại gia nhiều câu ế xuất xuất ra thì xả ly tức là tại gia tâm nó nhiều câu ế xuất ra thì tâm người ta xả ly khỏi những cái tâm câu ế có phải không đấy ví dụ như chói buộc ở bên trên ấy thì tâm có câu ế không có chứ khổ lắm xuất ra thì người ta không bị chói buộc yên tâm người ta sẽ ít câu ế người ta sẽ giảm trừ được các câu ế đi đó Tại gia thâu nhập cái ác Xuất gia được thâu nhập cái thiện Đấy, tại gia thì thâu nhập cái ác Thâu nhập nhiều lắm Bởi vì sao? Bởi vì tài nợ phải ganh gì? Ganh đua Phải đố kỵ Đôi khi phải gì? Phải thủ đoạn Có đúng không? Phải mưu mô thủ đoạn Để còn gì? Để còn nửa đảo Gian dối với nhau Rất là nhiều cho nên gọi là Tại gia thâu nhập cái ác Xuất ra được thâu nhập cái thiện Đấy, có thấy hạnh phúc không? Thâu nhập cái thiện Tại gia ngập sâu trong sình lầy ái dục Xuất gia viễn ni ái dục Đúng là tại gia mà cứ nhìn thấy Đánh ghen mới lại các thứ có khổ không? Thế rồi hai vợ chồng đấy lấy nhau Nói là hạnh phúc được mấy giây Có phải không? Yêu nhau, cứ gọi là yêu nhau đi Thì không biết cũng được có tháng đầu thế chứ bao nhiêu Có phải không? Gọi là lúc chưa hiểu nhau một chút Thì toàn nói dối Thì cứ nhìn nhau nó giống như kiểu là Là nhìn theo cái 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 mơ mộng của mình Cái hình dung, cái tưởng tượng của mình Thì thấy nó đẹp cho nên cứ yêu thôi Chứ thực ra yêu nhau ấy Là toàn yêu cái tâm ý của mình Tại vì toàn mình hình dung ra đấy chứ Có phải là yêu người khác đâu Yêu nhau không phải là yêu người khác đâu Mà là yêu cái tưởng tượng của mình Là anh ấy cô là cả một bầu trời hạnh phúc của tôi Toàn tưởng tượng thôi Và đến khi mà nhìn ra thực tế vỡ mộng Không phải Thế thực ra người ta yêu yêu là gì? Yêu là tưởng tượng ra Để mà thỏa mãn với cái tưởng tượng của mình thôi Chứ còn thực chất Ai rồi nấy nhau về cũng bảo là Thực sự là tôi vỡ mộng Biết không? Ai bảo mộng đâu tự mình mộng ra thì phải vỡ thôi chứ còn tôi vẫn là tôi có phải không thế cho nên ở đây nè tại ra thì ngập sâu trong sình lầy ái dục do cái tâm ái dục của mình cho nên mình tưởng tượng ra những cái tốt đẹp đấy do cái tâm ái của mình chứ không phải do người ta đâu mình nhìn thấy một cái anh nào đấy đẹp dai thì lại cứ nghĩ anh đẹp hết tất cả tính nết ga lăng đẹp dai đi đôi với ga lăng nghĩ thế thế rồi thì nhìn thấy người này cảm mến một cái gì đó lại cứ tưởng người ta toàn diện toàn thiện có phải không không phải thế cho nên là ở đây là do cái tâm ái dục của mình tham dục của mình nó tưởng tượng ra để gì tưởng tượng ra để làm gì để du ngủ mình để lấy cái đối tượng ấy về mình thôi Chứ hoàn toàn là mình đều bị tâm mình Nó lừa dối mình thôi chứ không ai cả đâu Mình có nói thế ra lừa dối mình Chứ thực ra toàn là tâm mình lừa mình ấy mà Ví dụ như là Người ta tôi nghĩ là người kia là người tốt cho nên là tôi mới cho người ta vay thế tâm mình nó lừa tại vì tâm mình nghĩ nó là người tốt đấy chứ có phải là cái ông kia đã lừa vội đâu phải không tâm mình nó lừa mình trên cái thằng lừa mình chính là cái thằng tâm mình ấy. đa số cái thằng tâm mình ấy chứ có phải không đó trên cái tâm ái này nó chính ở trong tâm chúng ta này tâm ái nó ở trong tâm chúng ta cho nên khi mà một người tu hành ấy trong 12 nhân duyên người ta phải cắt ái là hết khổ đau chấm dứt vô minh đập tan xiềng xích vô minh chính là đập tan cái ái này Đó. cắt đứt cái mắt xích ái thì cắt đứt cái vòng luân hồi thông qua cái mắt xích ái trong 12 nhân duyên Đó. trên gọi là tại gia ngập sâu trong sình lầy ái dục xuất gia viễn ly ái dục tại gia chung cùng phàm tình xuất gia chung cùng trí tuệ đúng là tại gia thì toàn là làm bạn chỗ nào cũng là phàm tình cả thôi phải không cái tình thế nào gọi là phàm tình cái tình của thế gian toàn là tham và sân đấy chứ tình của thế gian đều xuất phát từ tham sân si phàm tình còn xuất gia thì chung cùng trí tuệ xuất gia người ta lấy giới làm thầy Thì tránh pháp làm ngọn đèn cho nên là bạn của người ta là những người hướng tới chỗ đó tuy rằng là mới xuất ra tu thì toàn là người phàm nhưng người ta phải hướng tới gì hướng tới giới để mà giải quyết các phiền não với nhau chứ còn ở đời nếu khi có phiền não thì giải quyết bằng cái gì bằng sự ác hại bằng thủ đoạn có phải không bằng lời nói xấu lời nói chia rẽ lời nói phỉ báng còn xuất gia thì người ta phải hướng tới đoạn trừ phiền não sách tính tấn nhau bằng giới bằng thiện pháp bằng pháp giải thoát có phải không đó thế cho nên là tại gia thì bạn cùng với phàm tình xuất gia thì bạn cùng với chánh trí trí tuệ tại gia là tà mạng xuất gia là tránh mạng thì người tại gia ấy, sống hàng ngày với sự gì giết chóc giết chóc chúng sinh để gì nuôi mạng sống của mình người tại gia sống để làm các cái việc hại chúng sinh hại mình hại người cho nên gọi là tà mạng còn xuất gia thì sống để đem đến sự an ổn cho mình hòa đồng an ổn giác ngộ cho chúng sinh thì gọi là gì là tránh mạng cho nên là tại gia tà mạng, xuất ra, tránh mạng. Tại ra nhiều sự nhiễm ô, xuất ra, thanh tịnh. Ê, nhiễm ô tức là phiền não. Tại ra nhiều phiền não. Còn xuất ra thì hàng ngày người ta phải hướng tới đoạn trừ phiền não. Thế cho nên gọi là tại ra thì nhiễm ô. Là luôn luôn đi tìm cái phiền não Ví dụ như là một người đi lấy chồng chẳng hạn, thế cái bà hàng xóm đi qua bảo, Hôm nay mẹ mày, mẹ chồng mày nói mày Nói xấu mày Nói xấu gì hả bà? Có phải không? Nói xấu gì đấy hả bà? Thì tại ra nó phải thế Đi tìm cái phiền não Rất là đau khổ Hoặc tại ra đi tìm phiền não là gì? Đi tìm để gì? Để lấy thêm ông chồng bà vợ Ông chồng bà vợ về có mang phiền não cho mình không? Sinh muốn đẻ thêm một đứa con, hai đứa con, ba đứa con Có phải đi tìm phiền não không? Sinh con rồi lại sinh cháu có phải đi tìm phiền não không? Thì bây giờ lấy vợ thì phải nuôi vợ, lấy chồng thì phải nuôi chồng, đẻ con thì phải nuôi con, có cháu thì phải chăm cháu. Thế mà có ai mà lại nuôi con không phiền não? Có ai lấy chồng, lấy vợ không phiền não? Phải không? Thế cho nên là tại gia luôn luôn đi tìm cái phiền não. Luôn luôn đi tìm kể cả tài sản hay cái gì nữa, chất chứa, chất chứa vào. Nên là luôn tại gia luôn nó đi tìm phiền não còn xuất ra thì người ta làm sao thanh tị thì ngay cái tâm mà mà từ bỏ ấy, chính là tâm thanh tịnh gọi là xuất ra là thanh tịnh luôn luôn người xuất ra phải từ bỏ phiền não cứ có phiền não nên thì phải bắt đầu khởi ý từ gì từ bỏ dụng pháp từ bỏ thế cho nên gọi là xuất ra là thanh tịnh Chứ không phải không hiểu là xuất ra một cái là không còn phiền não mới gọi là thanh tịnh không phải. Người ta đoạn trừ phiền não thì chính cái tâm đoạn trừ là tâm thanh tịnh. Thế nên xuất ra là thanh tịnh chính là chỗ này. Tại gia suy diệt, xuất ra không diệt. Tại gia thì luôn luôn là đi vào của của gì? Của vô thường. Sinh già bệnh chết. Tương tục các kiếp còn xuất gia thì người ta đi đến chỗ không diệt. Đến cái chỗ gì? Đến chỗ đắc quả niết bàn vô sanh. Có phải không? Nó không bị sanh diệt chi phối của sinh già mình chết nữa. Tại gia trói buộc xuất gia cởi mở. Tại gia trói buộc thì cũng như là vừa lấy đâm chữ quán chia sẻ ví dụ đấy. Tại gia thì luôn luôn đưa cho mình những phần trói buộc và ví dụ như này tôi muốn mở một cái cửa hàng có phải không thế là cái cửa hàng đấy thì từ đấy nó có trói buộc mình vào đấy không có bà vợ rồi tôi lại muốn có thêm người khác yêu mình nữa cơ có phải không thêm bà bồ nó có trói buộc thêm khổ thêm không thế luôn luôn để sở hữu mọi sự trói buộc thế ở đây đang chơi quán mới nói vui thế này có một đại hữu ấy, thì mua ô tô có ô tô chạy rồi thì bảo muốn mua một cái nữa Thế bảo mua cái nữa để làm gì Bảo thỉnh thoảng đi sang cái kia Bảo sao khổ thế Không biết Thế chói và khổ thế Đã có một cái để đi là đủ rồi Mua thêm hai cái Thì mua vào Thì nó cũng đi hết cái này Rồi đi sang cái kia Làm sao phải khổ Phải không Nó chỉ là phương tiện để đi thôi Thế có phải luôn luôn Chỉ hướng tới chói buộc thôi Giá phải để làm gì cơ Đây thế thôi Cứ thích vậy thôi Sao bảo nay thích đổi này Mai thích đổi kia Đau hết cả đầu sau suốt ngày ngồi là cái này đẹp, cái kia chưa đẹp Có phải là suốt ngày mang chói buộc vào mình không? Phải không? Nó phải lo lắng, có phải không? Lo lắng, phiền não Thế rồi lại còn phải mất cả cái công đấy. đấy, nó nó lại đổi cái xe đẹp rồi đấy Mình phải cố mà đổi Có phải tan là chuốc cái vạ vào thân Cha thành thơi tí nào Còn xuất ra ta cởi mà người ta từ bỏ Người ta cởi chói đi Cởi hết chói thì không có chói buộc vào cái gì cả Nín chỗ ba gì bát thôi Phải không? Để nuôi cái thân mạng này Gọi là cái kiếp sống cuối cùng Chấm dứt khổ đau Tại ra nhiều mong cầu nên khổ Xuất ra không mong cầu nên vui Đúng rồi, có nhiều mong cầu quá khổ Xuất ra thì người ta chỉ cơm ngày bữa Có khất thực được nhiều ăn nhiều Được ít ăn ít, phải không? Ngon ăn ngon, dở ăn dở Người ta không phiền não Thế còn mình thì tại ra thì Hết đi, đi đủ lơi để nếm đủ vị Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ đến căng bụng đầy bụng thôi Phải không? Đấy Tại ra nhiều mong cầu nó khổ Tại ra khổ vì nghèo Xuất ra không khổ vì nghèo Tại vì xuất ra hướng tới cái nghèo Có phải không? Và họ hạnh phúc khi họ thực hành được phạm hại Còn tại ra thì nghèo nó khổ lắm Nghèo là khổ rồi Tại ra thì phải có đầy đủ không thừa nhưng phải đầy đủ chứ không thì ăn bữa trước no bữa sau thì khổ về vật chất khổ về tinh thần có phải không rất khổ Đó. tại gia vợ làm bạn xuất gia tâm làm bạn đấy tại gia thì lấy vợ làm bạn nên mà khổ lắm Vợ thì con vợ nó tâm nó vô thường Có phải không? Cho nên sống trong cái sợ Sống với vợ bị ràng buộc cũng sợ Mà mất vợ không ai là bạn cũng sợ nhưng Sống trong sợ hãi Rất sợ Tại gia không biết đủ xuất gia biết đủ. Tại gia tài thí xuất gia pháp thí, tức là tại gia thì phải dùng tài thí để mà có mong cầu được hạnh phúc phải không? có nhân quả tốt đẹp cho bớt khổ. Còn xuất gia thì chỉ có pháp thí thôi, đưa đến sự an lạc hạnh phúc cho người, phải không? Tại gia ở bờ sinh tử xuất gia ở bờ niết bàn. Đấy, tại ra Đấy, khổ thế đấy mà tưởng nó được cái kết quả thế nào Cuối cùng ở bờ sinh tử chịu khổ Mà đến cuối cùng kết quả vẫn là bờ sinh tử <laughs> Lăn lộn cả đời Tưởng mình cả đời chạy vòng vòng như thế Đến đâu, hóa ra nhìn lại vẫn đứng tại chỗ Vẫn là bờ sinh tử Thế còn xuất ra thì đến bên bờ Niết Bàn Thế có hạnh phúc không? Có hạnh phúc Đấy, tức là những lời này phật dạy này chúng ta phải giác ngộ thế này thì chúng ta mới có tâm ý xuất ra được không giác ngộ này làm sao xuất ra được phải không chúng ta thấy ơ ừ, tại ra cũng sướng nhỉ nên chúng ta không biết tư duy không biết nghĩ thì chúng ta phải lấy cái gì cái nghĩ của phật để mình nghĩ có phải không lấy cái tư duy của phật để mình tư duy lấy cái hướng đến mà đức phật đã hướng để chúng ta cũng hướng đến phải không đấy bao kiếp đức vật của chúng ta hành bồ tát đạo cũng hướng tới con đường xuất gia cả đấy thế chúng ta phải hướng tới vì xuất gia tốt đẹp như này nhé xuất gia tốt đẹp xuất gia vô ngại xuất gia xả ly xuất gia được thâu nhập cái thiện xuất gia viễn ni ái dục xuất gia chung cùng với trí tuệ xuất gia tránh mạng xuất gia thanh tịnh xuất gia không diệt xuất gia cởi mở xuất gia không mong cầu nên vui xuất gia không khổ vì nghèo xuất gia tâm làm bạn, xuất gia biết đủ, xuất gia pháp thí, xuất gia ở bờ niết bàn. Còn tại gia thì sao? Tại gia nhiều trần nhiễm, tại gia đủ sự trói buộc, tại gia nhiều cấu uế, tại gia thâu nhập cái ác, tại gia ngập sâu trong sình lầy ái dục, tại gia chung cùng phàm tình, tại gia tà mạng, tại gia nhiều sự ô nhiễm, tại gia suy diệt, tại gia trói buộc, tại gia nhiều mong cầu nên khổ, tại gia khổ vì nghèo, tại gia vợ làm bạn, tại gia không biết đủ, tại gia tài thí và tại gia ở bờ sinh tử. Đấy cho nên chúng ta phải tư duy hai vế, nó đối lập nhau, cùng là một kiếp người, cùng phải làm. Nhưng một cái làm trong đau khổ và đến chỗ đau khổ, còn một cái làm trong gì làm trong cái sự cố gắng cũng phải cố gắng nhưng mà đến được chỗ gì không còn khổ hai cái nó đối lập hẳn nhau có phải không một cái làm trong sự cố gắng chứ không phải làm trong sự đau khổ phiền não làm trong sự cố gắng dù mình có một tâm niệm phiền não đang chi phối mình nhưng mà mình cũng cố gắng để đoạn trừ cái tâm niệm phiền não này tức là có phiền não rồi giảm phiền não rồi diệt phiền gì diệt phiền não đó, thế còn là tại gia ví dụ như là phiền não với bà vợ thì đi tìm rượu để uống. Thì kia là phiền não với bà vợ thì vừa mới phiền não về tâm. Rồi đi tìm rượu để uống thì lại khổ cái gì? Cái thân. Thế là phiền não này, nấy phiền não này để gì? Để diệt phiền não kia nhưng hóa ra nó lại không diệt. Nó lại càng khổ thêm, đó. Đấy Đây là cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta tư duy và đây là Đức Phật dạy là tư duy rồi phải làm, phải không? Phải làm thế nào? Phải làm là phải chăn trở bao giờ tôi sẽ rời bỏ nhà câu uế, lúc nào tôi sẽ ở chỗ tránh hạnh này. Phải có lòng mong muốn xuất gia. Đấy Đức Phật dạy mình như thế. Phải như vậy các quý đạo hữu tôi nại xin đọc tiếp lời đức phật dạy này trưởng giả bồ tát tại gia lần lượt suy tưởng như vậy lại nghĩ rằng tôi bày biện đại lễ đồng với hằng hà sa vì các chúng sinh mỗi một ngày đều bố thí khéo điều thuận trong chánh pháp mà phát tâm xuất ra đây là sự bố thí thật sự mà cho nó đã chọn đủ nay tôi phải nên vững chắc tu giới hạnh và nghe học chánh pháp thì Đức Phật dạy rằng là người tại gia chúng ta phải bày đại lễ đồng với hàng gia tức là chúng ta phải làm cái lễ bố thí rất là nhiều để gì vì mỗi chúng sinh hàng ngày mà bố thí khéo điều thuận trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Tức là ở tại gia thì ở đây Đức Phật dạy tại gia là tài thí. Cho nên chúng ta phải thường phát tâm bố thí rồi mong cầu sự xuất gia cho mình. Đấy, Đức Phật dạy chúng ta. Giác ngộ rồi thì phải có thực hành. Phải không? Phải tư duy về tại gia là đau khổ, xuất gia là đi đến chỗ hạnh phúc. Tư duy như vậy rồi thì phải dốc lòng mà gì? Mà thực hành pháp bố thí. Pháp bố thí cúng dường rồi gì? Rồi mong cầu được xuất giả Đấy Xong rồi thì phải vững chắc tu giới hạnh Và nghe học chánh pháp Vững chắc tu giới hạnh Và phải nghe học chánh pháp Tức là dành những người tinh tấn Họ dù có thể bận trăm công nghìn việc Nhưng yêu mến chánh pháp Cho nên là tu nhiều Các bạn giữ vững được niệm quy y phát được tâm bồ đề rồi tu giới hạnh và nghe học khánh phát nhiều để tăng gì tăng trưởng trí tuệ để thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả sau này các bạn không người tu học phải thế ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ ở đây là đức phật đang dạy chúng ta là người mà phát cái tâm xuất ra như thế phát tâm mong cầu xuất ra như thế là bồ tát tại gia đấy Ngu si phải sinh tử nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả. Chúng ta chính thức mong muốn đoạn trừ ngu si trong sinh tử mà nghe học thế, nghe học chánh pháp, tu giới học pháp rồi đem cái niềm vui mà mình được lợi ích từ chánh pháp này giúp cho mọi người truyền lửa cho mọi người để khuyến hóa mọi người tu học thế ở đây thì Đức Phật đã dạy là nay tôi phải bền vững chắc tu giới hạnh và nghe học chánh pháp tức là Đức Phật dạy chúng ta phải là có cái suy nghĩ như vậy phải kiên trì bền chắc để tu giới hạnh và nghe học chánh pháp để lợi ích cho mình khi mà chúng ta giác ngộ rồi ấy, thì Đức Phật lại dạy tiếp Bồ Tát ấy vào tăng phường mà lễ tháp Phật sinh ra ba ý tưởng tôi cũng sẽ được cúng dường như vậy tôi sẽ được thương xót tất cả chúng sinh mà để lại xá lợi. Tức là mình mà vào nơi tháp thờ của Đức Phật ấy, tháp thờ xá lợi của Đức Phật ấy, thì chúng ta cũng mong là tôi sẽ được cúng dường như vậy. Tôi cũng sẽ được thương xót tất cả chúng sinh mà để lại xá lợi. Tôi học như vậy, làm như vậy, tinh tấn như vậy, mau chứng đắc, vô thượng bồ đề. Giả sử làm tất cả phận sự xong thì như chư Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn đó tức là mình khi mà đến thăm tháp xã nợi hoặc là đến nơi đền thờ niết bàn thì mình cũng muốn là sẽ được cúng dường như đức phật vậy đức phật là bậc cúng dường lớn nhất kiên trì nhất trường kỳ nhất nhiều kiếp nhất cúng dường nhiều nhất và đến cuối cùng là cúng dường bố thí đến chúng sinh cao quỹ nhất đó là pháp bảo phải không đó thế cho nên mình cũng phải ước mong khi mình đến mình cúng dường xã lợi thì sau cái chương trình tu tập uh, kỷ niệm đức phật xuất gia thì chúng ta cũng đến chương trình tu tập đến là uh, uh, hướng niệm ngày đức phật nhập niết bàn đó thì chúng ta đến với đức phật thì chúng ta cũng phải hướng tâm như vậy Bây giờ trưởng giả úc già cùng các trường giả đồng thanh khen ngợi vui mừng rằng đức thế tôn hy hữu khéo nói lỗi họa tại gia nhưng chúng con chưa biết giới hạnh xuất gia công đức xuất gia bạch thế tôn chúng con cũng quan sát bậc xuất gia đức lớn còn kẻ tại gia thì nhiều lỗi xin thế tôn thương xót chúng con nguyện được xuất gia đức phật bảo này các trường giả xuất gia rất khó, vốn phải hoàn toàn tịnh hạnh. Các trường giả bạch, thật như lời Phật dạy, xin Thế Tôn cho chúng con xuất gia, chúng con sẽ thực hành đúng như lời Phật dạy." Thì kính thưa các quý đạo hữu, người nghèo thì cầu của, mà người nhiều của rồi thì họ thấy của chả có tác dụng gì, họ lại cầu cái cao hơn cho nên ở đây các vị này khi thấy công đức xuất gia quý hóa như vậy, cho nên các vị sẵn sàng bỏ của để đi xuất ra Ai à, anh thế thôi? Có cái này tốt đẹp, ta cho tốt đẹp nhưng chúng ta thấy cái khác tốt đẹp hơn thì ta sẽ tìm cái tốt đẹp hơn đó. Đấy gọi là bậc trí. Còn người đã thấy cái này rồi nhưng cứ ở mãi trong cái này thôi thì chưa phải là thật sự là bậc trí đâu. Các anh là, đó không phải là có người có tâm cầu tiến quá đâu đấy người ta phải thường nghĩ đến cái tốt đẹp cái không bị ràng buộc cái không bị khổ đau mới thật là tốt đẹp mới thật là bậc trí phải không còn cái mà cứ đưa cho mình khổ đau thì chưa phải là bậc trí cứ ở trong cái chỗ khổ đau thì không phải bậc trí người nào mà lại ở trong chỗ khổ đau mà lại không biết đấy là khổ đau thì sao gọi là bậc trí phải không quý đại hữu Đấy, phải biết được mới là bậc trí Cho nên ở đây các bậc trưởng giả hay không? Đông bậc trưởng giả như vậy đấy Các ngài ấy, mong muốn xuất gia Thì giống như Tâm Chí Quán chia sẻ ở phần trên ấy, Là có Đức Phật dạy là Cái ông điều ngựa ấy có ba loại ngựa để điều Thì Đức Phật cũng ba gồm có ba loại người để dạy Ba loại đệ tử để dạy Nghe thấy, thấy tốt đẹp, liền làm theo luôn đấy thì ở đây là hàng đệ tử tốt đẹp của đức phật đấy. thế tôn liền cho xuất gia bảo bồ tát di lặc rằng này thiện trượng phu tất cả bồ tát thanh tịnh làm cho các trường giả này được xuất gia tức là đức phật bảo các hàng bồ tát là làm cho các vị trường giả này được xuất gia hạnh phúc chưa Di Lặc Bồ Tát và các Bồ Tát khiến 9000 trưởng giả đều xuất gia, thọ giới xuất gia. Hay chưa? 9000 trưởng giả xuất gia một lúc 9000 người. Pháp hội chưa từng có, có phải không? Đây mình xuất gia một ít là thấy vui lắm rồi. Đây 9000 người thích không? Rất thích. Lúc đó có ngàn trưởng giả phát tâm vô thượng Bồ đề, Tức là có 9.000 trường giả xuất gia, thọ giới xuất gia Và trong đó thì có ngàn trường giả phát tâm vô thượng Bồ Đề Tức là người xuất gia thì cầu liết bàn Còn người xuất gia lại cầu tiếp gì? Vô thượng Bồ Đề Đức Phật nói kinh này xong Đại Đức An An, trưởng giả Úc già trời người Atula, Càn Thát Bà Tất cả thế gian nghe lời Đức Phật dạy Đều rất vui mừng, tin nhận, vâng làm các quý đạo hữu thấy có tuyệt vời không rất rất là tuyệt vời hey, kính thưa quý đạo hữu hey, chúng ta ấy, những người mà ràng buộc ấy hey, ví dụ như là có rất là nhiều đạo hữu có con mới có 5-6 tuổi rất là muốn đi xuất gia tâm trí ông quán bảo thôi đành phải nuôi cho cháu nó lớn lên đã đợi mười mấy năm nữa vậy thì rồi đi xuất gia đây cũng có các lão hữu là ở đây có uh, phan anh mà anh sư ông bảo thành lúc trước có lên chùa lúc sư ông bảo thành mà còn đi xuất gia ở chùa mình ấy xuất gia thì sư ông bảo thành có khuyên ông anh là đi xuất gia thì ông anh bảo không còn vướng bụi trần thế bị giờ lấy vợ <laughs> lấy vợ xong mới thấy sự ràng buộc khổ đau đòi đi xuất gia đòi đi xuất gia thì thôi thì vợ đến cuối cùng phải đồng ý thế nhưng rồi thì nên thì tâm chuyên quán bảo không được thôi làm cư sĩ để nuôi cháu nó lớn nữa chứ có phải không nuôi cháu nó lớn lên thì rồi sau này mới đi xuất gia được chứ thế thôi ở nhà đành hộ trì đành hộ trì tham bảo làm cư sĩ và tử tại gia rồi nuôi cháu lớn mới được đấy. Nhiều người lúc đầu bảo không nghe về sau thì đây là gọi là dạng ngựa thứ hai, chưa phải dạng ngựa thứ ba nhưng cũng là dạng ngựa thứ hai rồi. phải chịu khổ đau phiền não, còn cái dạng ngựa mà trích nữa thì phải đến già mới giác ngộ nhân quả, cơ phải không? đấy. Thế thì kính thưa quý đạo hữu, bài kinh này đối với chúng ta rất là giá trị vì làm cho chúng ta giác ngộ, nuôi lớn cho chúng ta cái tâm đấy, tâm xuất gia như là điều giác ngộ thứ bảy ấy. thân dỗ ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí trí nguyện người xuất gia và muốn có trí nguyện người xuất gia thì luôn giữ đạo trong sạch thực hành hạnh thanh tịnh phải tập tu từ bi với tất cả các quý đạo hiệu Đó và bài kinh này rất là giá trị và rất là mong tất cả chúng ta người đi trước, người đi sau, tất cả các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng sau này sẽ được xuất ra. Và sau này chúng ta cũng sẽ đều gặp nhau ở Pháp hội của Đức Phật. Người xuất ra trước thì trở thành các vị Bồ Tát để xuất ra cho những vị đi sau, phải không? Nhiều người còn tham dục quá để bảo thôi kiếp sau tôi chưa đi xuất ra, tôi mới thích làm trưởng giả thôi chẳng hạn. Tôi thích làm thế này, tôi thích làm thế kia nhưng cũng mong chúng ta được cái duyên lành thù thắng như thế này để được sự tốt đẹp thì kính thưa quý đạo hữu bài này thì cái phần phần đề mục quán ấy, thì chúng ta lấy nguyên cái đề mục quán của cái so sánh đối lập giữa người tại gia và xuất gia cho nên là cái phần cuối video thì sẽ để cái hình ảnh của các cái điều này lên để cho chúng ta được uh, uh, đọc để chúng ta tư duy quán chiếu, quán chiếu làm sao mà mình cảm thấy uh, không ham muốn cái đời sống tại gia, nhận diện rõ cái bộ mặt của đời sống tại gia để tâm mình hướng tới xuất gia, mong cầu mong mỏi, quán như thế thì chúng ta sẽ thành công, có được cái nhân duyên tốt lành trong cái cái bài nghe pháp này thì kính thưa quý đạo hữu cái thiền quán này này cái thiền quán đề mục này có giá trị vô cùng to lớn đối với chúng ta tức là khi chúng ta quan sát và chúng ta phát sinh các cái thiện tâm tức là tâm nó được tăng thượng thì chính cái tâm tăng thượng này nó tiêu trừ được các cái nghiệp lực của chúng ta trong quá khứ có thể một buổi thiền tập của chúng ta thiền quán này này Xong buổi thiền quán Có thể nghiệp cũ nó có thể đến phát tác Trong ví dụ như là một tháng nữa Mấy tháng nữa Nó có thể tiêu trừ được Lợi ích của nó như thế đấy. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp mà Tâm thay đổi thì các pháp thay đổi Tâm thay đổi thì hoàn cảnh sống thay đổi Cho nên mỗi một bài trạch pháp phía sau Đều giúp cho chúng ta thiền quán giúp cho chúng ta có tăng thượng tâm cho nên có một số đạo hữu bảo là ngại thiền không được đâu con đường giải thoát là bát tránh đạo tránh kiến phải đến tránh tư duy và thiền quán đề mục chính là tránh tư duy làm cho chúng ta tiêu nghiệp rất là nhanh làm cho chúng ta phát sinh trí tuệ rất là nhanh cho nên nghe pháp và tư duy đề mục quán là một pháp tu gọi là tu tắt đấy tu tắt để cho chúng ta chuyển nghiệp khai mở trí tuệ thay đổi hoàn cảnh sống rất là tốt đẹp trên bất cứ người tu nào cũng phải qua thiền quán và thiền định thiền định mà không qua thiền quán thì không được bởi vì chúng ta phải có tránh kiến phải có tránh tư duy thì chúng ta mới có thể thanh lọc được tâm mình Chúng ta mới giác ngộ và chúng ta mới định trong cái niệm giác ngộ ấy được. Nếu không thì không được. Trên thiền quán là bước đầu của việc tu thiền chúng ta phải thực hành thiền quán. Tâm chế quán thì yêu thích sự thiền quán, rất yêu thích sự thiền quán, cho nên gọi là thiền quán không lúc nào rời và mình có thể quán thiền quán được trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Khiến cho mình không bị phiền não, cho nên thiền quán là dẹp trừ phiền não rất nhanh. Còn nếu như người mà không thiền quán đi luôn về thiền định Thì chúng ta đi đến si định Chỉ ngồi như thế thôi Ra khỏi cái chỗ thiền định Thì chúng ta lại vẫn phiền não Cho nên bắt buộc phải thiền quán rồi mới đến thiền định Gọi là tập quán rồi mới đến chỉ Quán chỉ Nhé, Nên các quý đạo hữu cố gắng Quán thật sâu ngày này chưa được thì chúng ta lại để ngày khác quán các đề mục tiếp để chúng ta xuất ly các cái tham dục phiền não trói buộc này ấy. nếu mà ai quán sâu cái này đôi khi nghiệp chuyển quá nhanh đấy quá nhiều đó nhé thì rất mong các quý đạo hữu chăm chỉ thiền quán chúng ta muốn trở thành đệ tử của đấng thiện thệ đứng thế gian tôn kính thì chúng ta phải tu tập trí tuệ mà tu tập trí tuệ phải năng nghe pháp và tập thiền nhé. thì chúc các quý đạo hữu tinh tấn. nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni. thỉnh các quý đạo hữu chúng ta cùng hồi hướng công đức. nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni. chúng con nguyện mong mang công đức tu tập của chúng con, nguyện mong cho chúng con cũng đủ duyên được xuất gia cầu thánh quả cầu vô thượng bồ đề. À, chúng con cũng hồi hướng nguyện mong cho chánh pháp được trụ lâu dài ở thế gian à, nguyện mong chánh pháp được tuyên dương chúng con được tinh tấn thực hành công hạnh bồ đề cầu vô thượng bồ đề chúng sinh trong pháp giới này từ hữu hình tới vô hình được phát sinh nhân duyên giác ngộ Phật pháp bỏ tà kiến giác ngộ chánh kiến theo chánh kiến tinh tấn tu tập cầu giải thoát cầu vô thượng bồ đề nguyện đem công đức này hương về khắp tất cả người đệ thứ và chúng sinh người đều chọn thành Phật đạo À, xin chào quý đạo hữu nhỉ